Chết người rồi, chết người rồi. Chuyện gì thế? Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Sao nhiều cảnh sát quá vậy? Chuyện gì thế? Sao ở đây nhiều cảnh sát quá vậy? Chào đội trưởng Dương. Chào. Tình hình thế nào rồi? 7:20 sáng nay nhận được báo án. Qua xác thực nạn nhân là Phạm Giang, là tên tội phạm trộm dầu bị truy nã trên web của các anh. Thời gian tử vong của nạn nhân tầm khoảng từ 2 tới 4 giờ sáng. Trên người ngoài vết thương chí mạng do bị xe tông rõ nhất, thì còn nhiều vết thương khác rõ ràng trước khi chết đã bị đánh bằng vật dụng cùn. Mấy ngày trước vừa trốn thoát đã bị xe tông. Tôi thấy là không đơn giản vậy. Đúng là không đơn giản. 3 ngày trước, đến rồi, chú ý. Mau lên. Dạ anh. Mở ra. Được. Mau lẹ lên. Mau lên. Được. Hành động. Lên. Đứng im, cảnh sát đây. Đứng lại đừng chạy. Cảnh sát đây, chạy mau. Cảnh sát, đứng lại. Đứng lại. Cảnh sát đây, đứng lại. Cảnh sát đây, đứng lại. Đứng im, cảnh sát đây. Đứng lại. Ngồi xuống, không được cử động. Không được cử động. Biết điều đi, ngồi yên. Biết điều đi. Ngồi yên. Ngồi yên. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Sư phụ, anh cũng đừng buồn quá. Tôi nghĩ cục trưởng Chu không trách chúng ta đâu, đúng không? Nào sư phụ, uống nước đi. Dầu bị trộm tổn thất cả 10 triệu, mà chỉ tìm về được có vài trăm ngàn. Còn để tên cầm đầu chạy mất, có nhục mà không hả? Chỉ còn không đầy 2 tuần là tới hạn mà các người đã hứa phá án. Tự liệu mà làm đi. Cục trưởng. Cục trưởng. Cục trưởng, anh nghe tôi giải thích. Nghe nói mẹ bị chuột cho xuống mương rồi. Cậu về lĩnh lương hôm qua mà, bị tịch thu sạch rồi, lại phạm lỗi gì?
Lại quên kỷ niệm ngày cưới. Bọn trầm dầu này cắm rễ sâu quá, quá nhiều lỗ để chui. Đó là gì vua chuột? Đừng xem thường vua chuột. Người như hắn, cậu phải căn phát trúng ngay mới được. Nào nào nào, mọi người ăn táo đi. Qua đây, ai cũng có phần. Cục trưởng Chu khao đó. Cục trưởng Chu, chẳng lẽ muốn cho chúng ta bồi bổ khí huyết? Mọi người cô ăn được à? Không ăn là trả phí. Ăn đi. Cho cậu cái tát, rồi thưởng cho quả táo. Vậy mà cũng nuốt nổi. Sư phụ, tôi đã điều tra chiếc xe trộm dầu ngụy trang thành xe xi măng. Công ty bán xe có qua lại nguồn vốn với nhà họ Trịnh. Xe bánh mì, xe xả thải, bọn trộm dầu, đúng là đủ trò hết. Vậy tôi đi theo dõi Trịnh lão đại. Lần này phải lấy lại thể diện. Hiểu rồi. Giờ các người làm việc phải biết động não vào, suy nghĩ cho thấu đáo, làm ít được nhiều. Tháng này cho nhiều tí, các anh em cũng không dễ dàng gì. Cảm ơn đại ca. Xưởng lọc dầu trước đây gây chú ý quá, chúng ta mới nghĩ làm. Giờ cái chúng ta cần là hợp đồng của chợ thực phẩm. Đừng có gì con tép mà mất con tôm. Chú hai, nghe hiểu chưa? Ôi, biết rồi mà anh. Đại Long, đại ca, chuyện gì cũng kính miệng vào, đừng sốc nổi mãi thế. Biết rồi đại ca. Anh, dù mà anh tìm thư ký, chị dâu có biết không? Alo, bà xã. Anh đừng quên mua bánh kem cho Tiểu Tuyết đó. Sao quên được chứ, yên tâm đi, không quên đâu. Phải mua mấy cây nến nữa, anh biết chưa? Biết rồi, một tuổi một cây. Dạ, nói coi mua mấy cây. Tuổi Tuất. Ai đó? Không biết. Đánh cho tao. Người anh em, người anh em, người anh em, đừng, đừng đánh. Các người là ai? Cứu mạng. Người anh em, người anh em. Lão Tần, dừng tay, bỏ ra, đừng đánh nữa. Người anh em ơi, dừng tay, đừng đánh nữa. Bỏ ra, dừng tay, đừng đánh nữa. Đánh chết mày, bỏ ra, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Người anh em, dừng tay, bỏ ra, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Bỏ ra, đánh chết người rồi. Làm gì đó, làm gì đó. Hả? Không biết văn minh tí à? Coi tôi bay hay anh Tần thế nào kìa. Nào 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 nào, anh Tần, anh Tần, chịu ấm ức rồi. Chị dâu cũng vậy, chịu ấm ức rồi. Lão Tần không sao chứ? Anh cũng thật là, anh mà ký hợp đồng sớm thì cô đến nỗi này không? Chúng ta vẫn theo luật cũ, ký hợp đồng, rồi tôi sẽ trả cọc cho anh. Không thiếu đồng nào. Nếu anh không quyết được thì để chị dâu quyết. Ký. Chúng tôi ký. Trịnh Nhị Diễn. Phùng Bảo, em làm gì thế? Bỏ xuống. Phùng Bảo, em đừng quá kích động. Trịnh Nhị Diễn, anh đừng hiếp người quá đáng. Chú em Phùng Bảo ra nhanh thế à? Cảnh sát đây. Tụ tập đông thế làm gì?
Tôi còn tưởng ai? Đội trưởng Dương, đã lâu không gặp. Tôi còn tưởng là ai? Mặc vest đi gây chuyện à? Đâu có. Giờ tôi làm ăn chân chính mà, không có gây chuyện. Có chuyện gì thế? Không có gì, chút hiểu lầm thôi. Anh chắc chắn là không có gì chứ? Không sao hết. Đó anh xem, không có chuyện gì hết, hiểu lầm cả thôi. Nếu không có việc gì thì chúng tôi đi nha. Người như hắn, cậu phải căn phát trúng ngay mới được. Chúng ta đi nào. Trình Nhị Dĩ, Trình Nhị Dĩ, anh đừng có đi. Em đừng lên tiếng. Phùng Bảo, được thả rồi à? Tần Đức Hữu, tôi hỏi thêm một câu, anh chắc chắn không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì. Đội trưởng Dương, tôi chắc. Được. Không có gì thì về ngủ sớm đi. Phùng Bảo, mai cậu qua đội hình sự tìm tôi. Lão Tần, anh không sao chứ? Đau chết đi được. Em vừa ra tù, đừng có gây sự nữa. Chị, vậy thì cũng không được, để họ ức hiếp vậy mãi. Đừng kích động nữa, nghe chị đi. Về nghỉ ngơi vài ngày, để anh chị xử lý. Đi, chúng ta về thôi. Anh hai, xem ra cái thằng Phùng Bảo được thả sớm. Nó không nhảy nhót được mấy ngày đâu. Sớm muộn gì cũng xử nó, giỏi gì chứ. Thế nhưng ý đại ca là bảo chúng ta trầm lại. Dù gì cảnh sát cũng đến rồi. Tôi cần cậu về chắc. À đúng rồi, anh hai, Phạm Giang gặp chuyện rồi. Hàng bị mất hết. Biết ngay chả nhờ được cái gì. Anh hai, không uống nữa. Nói với đàn em, tất cả đi tìm Phạm Giang. Dừng. Đồng chí cảnh sát, bọn đó cũng ngang ngược quá, coi trời bằng dung quá thể. Tôi và con trai tôi đang ngồi trong nhà, tự nhiên bọn đòi nợ tới. Cậu đoán coi như thế nào? Chúng tôi còn chưa nói gì thì đã xông vào đánh chúng tôi ra nóng nổi này. E quá trời quá đất. Đúng vậy, bố ruột thì cũng không thể đánh như vậy, đánh ra nổi này chứ. Thì tại thằng chó này gây sự với ai? Anh ơi, anh phải làm chủ cho chúng tôi nha. Vừa xử lý cậu xong, cay cậu bạc chưa? Cay rồi, tôi không chơi nữa. Học theo cái tốt rồi. Mày học cái tốt cái con khỉ. Đồng chí cảnh sát, nhà tôi đang yên lành mà bị nó làm tán gia bại sản. Cậu mà bắt nó lại đi, quản lý nó kỹ vào. Không quên đâu mà. Anh đừng quên uống thuốc bao tử đó. Rồi rồi rồi, uống liền đây. Uống liền. Được, anh cúp nha. Vào đi. Đội trưởng Dương, ngồi đi. Đi làm chỗ chị cầu à? Đội trưởng Dương, chuyện hôm qua không thể trách chúng tôi. Tìm về sau khi ra tù không dễ gì. Có chuyện gì thì báo tôi ngay. Vậy không có chuyện gì thì tôi đi đây. Đợi đã.
Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Cộng sự cũ của cậu Phạm Giang, sau khi ra tù, cậu có gặp cậu ta không? Không. Sau khi tôi được thả thì đã phủi sạch quan hệ với họ rồi. Phùng Bảo, tôi nhắc cậu một câu, đừng nghĩa khí giang hộ gì nữa. Hy vọng cậu biết lo thân mình. Nếu vụ chợ thực phẩm đàm phán thành công thì canh mà ngưng cho đúng lúc. Anh yên tâm đi. Ai ấy nhỉ? Vũ, mau mau. Hôm qua ở đội cảnh sát hình sự nhìn thấy Phùng Bảo đi tìm Dương Kim Cang. Nó không đào hố mình đó chứ? Đó là con chó điên, để ý nó làm gì? Cứ làm việc chính của mình. Nếu không tại nó, em cũng không tới mức què quặt như hôm nay đâu. Phùng Bảo, mày dám động vào tao? Mày dám động vào tao thử xem. Ôi chân tao, dám khoan ngay địa bàn của ông đây. Còn tới là tôi giết anh. Đi. Phùng Bảo, mày chờ đó cho tao. Mày chơi chiêu với tao. Chú hai, anh, chúng ta không thể cứ bỏ qua vậy chứ. Yên tâm, sẽ không để cậu chịu quen một nhát này đâu. Chúng ta cũng cho nó ăn cơm tù 3 năm rồi, coi như quề. Phạm Giang, có tin của Phạm Giang rồi sao? Tôi bảo anh em đi tìm rồi. Yên tâm đi, không thể để cảnh sát tìm được trước. Lúc mấu chốt thế này, bảo anh em dè dặt lại tí, kho còn bao nhiêu hàng, phải nghĩ cách mau ra tay. Dạ. Xe chở rau cải cũng gần xong rồi. Yên trí. Dự báo thời tiết, hôm nay âm u chuyển mưa, ngày mai mây nhiều trời trong, chuẩn bị xuất hàng. Chú hai, lần này canh kỹ vào, phải làm tốt chuyện này, đừng có sai sót gì nữa. Phạm Giang, sao anh còn dám ra đây? Cảnh sát đang tìm anh khắp nơi đó. Tôi biết ngay cậu ở đây. Đi thôi. Ra chỗ khác nói. Anh mau, tôi thấy Phạm Giang rồi. Anh hai, tìm ra Phạm Giang rồi. Biết rồi. Đi. Đại Bảo, Trần Nhi Dĩ còn không chấp chuyện cũ, cậu cũng đừng nhỏ mọn quá. Tụi mình là một vố to rồi nghỉ. Anh ngưng đi. Người anh em, anh đừng nhắc mấy chuyện này nữa. Nào, nghe lời tôi, dừng tay đi. Nào. Anh Nhị Dĩ, Phạm Giang, tôi tìm các cậu không dễ dàng gì. Trình Lão Nhị, anh tới đây làm gì? Chà, chú em Phụng Bảo cũng ở đây à? Nào, 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 uống rượu, uống rượu. Trình Lão Nhị, tôi cho anh hay, tôi biết rõ hết. Năm đó ông đây ngồi tù là do hai anh em anh giật dây. Đại Bảo, giờ các người ức hiếp chị tôi ký hợp đồng, muốn bày trò gì tôi cũng biết hết. Hôm nay tôi nói rõ ra đây, anh mà muốn chơi bẩn, ông đây sẽ hầu. Đại Bảo, thời đại nào rồi
Chuyện cũ rích rồi mà. Phùng Bảo, tôi và cậu cùng có thể làm ăn với nhau mà. Với anh á hả? Đại Bảo, anh nhị dĩ, Đại Bảo uống sai rồi nên nói lung tung đó, anh thông cảm cho. Liên quan gì tới mày? Nói. Món nợ xe hàng của tao tính sao? Trình Lão Nhị, Đại Bảo có tin và tôi đi khai hết chuyện, anh và Trình Lão Đại làm không? Đi. Vụ án đó tôi xem rồi, vấn đề cũng lớn. Được, cho tôi xong bên tôi thì sẽ qua ngay. Bên tôi cũng đang phiền phức đây. Cậu bảo bên cảnh sát giao thông phối hợp thêm với chúng ta. Đúng vậy. Được rồi, nhắc nhở anh em nhé. Chú ý an toàn. Báo cục trưởng Chu chưa? Đánh tiếng chưa? Rồi rồi. Được. Vậy tôi yên tâm rồi. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Sao vậy con gái? Biểu mò ghê thế, treo được bình dậu luôn rồi. Bố mua bánh kem cho con rồi mà, giờ không vui sao? Đến rồi. Bố xem đây là đâu? Đây không phải trường con sao? Con lên cấp 2 rồi. Bố chạy lố rồi. Alo. Được, tôi tới ngay. Tiểu Tuyết, bố quên thật, con đừng giận nha. Được rồi, biết là bố bận, con tự đi đây. Bố cẩn thận nha. Chờ đã, đừng kể mẹ con nha. Biết rồi mà. Đúng là không đơn giản. Đối chiếu thông tin xe chưa? Là xe của Phùng Bảo, công ty vận chuyển rau củ của Tân Môn. Giờ ai lái thì chưa rõ. Phùng Bảo là em trai của Phùng Tiểu Mang, trước đây là công sự của Phạm Giang. Nếu là Phùng Bảo, vậy sao lại không đem giấy nợ đi? Tìm Phùng Bảo trước đã. Dừng. Chất lượng, tiến độ và sự an toàn của công trình không ngừng nâng cao phẩm chất của công trình xây dựng. Tin mới, một vụ tai nạn giao thông vào khoảng 2 giờ rạng sáng hôm nay ở khu vực ngoại ô thành phố ta, xảy ra một sự cố giao thông khiến cho một nam giới trung niên họ Phạm tử vong. Cảnh sát đã nhập cuộc điều tra, bước đầu phán đoán đó là vụ án gây tai nạn bỏ trốn. Nạn nhân Phạm X là nghi phạm trong vụ án trộm dầu của mấy năm trước. Tình tiết vụ án cụ thể chúng tôi sẽ theo sát để đưa tin. Nhờ bên chữ viết đối chiếu nét bút trong sổ với trên giấy nợ có phải cùng một người không? Hiểu rồi. Thu hoạch được gì rồi? Tìm ra rồi, xe luôn do Phùng Bảo lái. Phùng Bảo ở chợ sao? Không, chị ta nói mấy ngày nay cậu ta nghỉ.
Đội trưởng Dương, mời ngồi. Cảm ơn. Lão Tần ơi, rót nước cho đội trưởng Dương đi. Ừ, mấy ngày nay anh chị có gặp Phùng Tiểu Bảo không? Đội trưởng Dương, mấy ngày nay tôi không có gặp em vợ. Nó lại gặp chuyện gì rồi phải không? Có thể anh ta đã tông chết người. Xe anh ta bị tình nghi dính tới vụ gây tai nạn bỏ trốn. Đội trưởng Dương, em tôi mới ra tù, mấy ngày trước cũng tìm nó nói chuyện rồi. Nó chắc chắn không thể nào phạm tội nữa, nên là chúng tôi phải mau chóng tìm được anh ta hỏi cho rõ. Được, chúng tôi nhất định phối hợp. Dương, khoảng thời gian này cậu ta có tiếp xúc với Phạm Giang không? Chúng tôi cũng biết thật. Không có nghe nói. Được, có chuyện gì chúng tôi sẽ tới nữa. À đúng rồi, chuyện của anh và Trần Nhĩ Dĩ đã giải quyết chưa? Tranh chấp hợp đồng giải quyết xong rồi. Có chuyện gì thì nói với tôi ngay. Được, đi nha. Đội trưởng Dương, mọi người đi chậm thôi. Anh chị vào đi. Đi chậm thôi nha. Rốt cuộc Đại Bảo có chuyện gì rồi? Phùng Tiểu Mang, tôi đây. Hàng xếp quà tóc của chị, người nhận trả phí 20 đồng. Được. Chị yên tâm, em không sao. Là số thẻ ATM của Đại Bảo. Phải bảo nó đi tự thú. Dựa vào đâu mà nói nó là phạm tội? Không phạm tội bỏ trốn làm gì? Em tin em trai em. Nếu không vì anh bất tài thì nó có phải gánh bao nhiêu chuyện không? Anh, mau lên, đi chuyển tiền cho nó. Chị biết nàng anh thôi. Suốt ngày suốt buổi. Lùi ra sau tí. Rồi, dừng. Đội trưởng Dương, tìm thấy camera của một nông trường trên tuyến đường này quay được xe của Phùng Tiểu Bảo nhưng không được rõ. Giao cho đội kỹ thuật xử lý làm rõ nét. Dừng. Sư phụ, có kết quả chi tiết rồi. Nét chữ trên giấy nợ không phải của Phùng Tiểu Bảo, nhưng dấu lăn tay lại là của anh ta. Vẫn liên quan tới Phùng Tiểu Bảo. Ừ. Thuyền giặc khó xuống. Sư phụ này, chúng ta đã cam kết thời gian phá án, sắp đến hạn rồi, vậy anh đừng ăn nữa. Mau đi trả án đi. Đưa đây, cái này là sư phụ rút hầu bào đã chúng ta. Đừng thấy tôi ăn vậy thôi, chứ tôi đang động não đó. Đội trưởng Dương, chị dâu đã bỏ lệnh cấm kinh tế rồi sao? Tôi không thể có quỷ đen à. Hôm đó Trịnh Nhị Dĩ và Phùng Tiểu Bảo gây gỗ ở chợ, có khi nào hắn liên quan tới chuyện này không? Đâu chỉ có Trịnh Nhị Dĩ, tôi thấy vẫn phải tới chợ một chuyến. Đội trưởng Dương, lại quên em thuốc bao tử đúng không? Anh cả, sao vậy? Lại hết tiền à? Không phải. Em tông chết Phạm Giang rồi. Chú hai, cậu động não lên được không? Giờ đang đầu sóng ngọn gió. Tôi bảo cậu bao nhiêu lần rồi, bảo cậu tém tém lại, cậu làm sao thế hả? Tối ngày hắn đi chung với Phùng Bảo, hắn biết bao chuyện với chúng ta. Em không xử hắn thì xử ai? Đi. Phạm Giang, nghe tôi, từ thú đi, khai ra hết chuyện của họ. Yên. Lái xe.
Anh hai, hãy tha cho chúng tôi đi. Anh hai, tha cho chúng tôi đi. Anh hai, tôi cầu xin anh. Làm mất hàng của tao, còn xin tao tha à? Trình lão nhị, nhắm vào tôi này. Nhắm vào mày. Tao nể nang mày quá phải không? Mày vẫn không hợp tác với tao đúng không? Cứng miệng nhỉ? Cứng này. Mày tự tìm đường chết đấy. Cứng miệng. Coi hôm nay tao giết mày không. Anh hai, đừng đánh nữa. Đừng kể tôi. Đừng đánh nữa, nó chết thật đấy. Kỳ mẹ nó, xong chết thế nào? Đừng có chạy, phạm gian, dí nó. Dí nó, đứng lại. Vũ mau mau, cầu lái xe Phùng Bảo, được. Đâm nó. Đâm chết nó. Không, anh hai, không được, như vậy là chết người đó. Không đâm nó là chúng ta điều tiêu. Đâm. Không đâm chết nó, tôi sẽ đâm chết cậu. Đâm. Đâm đi. Đâm. Đâm đi. Đâm đi. Mau xử lý. Người già xe cho tôi. Càng sạch càng tốt. Anh hai, đại ca bảo chúng tôi động não. Tôi cần cậu dậy sau. Vũ mau mau. Anh hai biết, cậu theo anh hai lâu như vậy, anh hai có chỗ chưa tốt với cậu. Món nợ cờ bạc 500.000 của cậu ở ngoài, anh hai trả hết cho cậu rồi. Số tiền này của cậu cầm đi. Mau gì xử lý luôn Phùng Bảo. Đừng để có chuyện gì, xử lý càng sạch càng tốt. Chờ xong việc, anh hai cho cậu thêm một số tiền nữa. Mau đi đi. Theo anh hai, anh không thiệt đâu. Không thì bọn đòi nợ cũng sẽ không tha cho anh. Xong việc hết rồi à? Cậu đó, nấp cho kỹ vào, đừng chạy lung tung. Cậu tưởng cậu có não thật đấy à? Em mà không xử Phùng Bảo thì Tần Đức Hữu có ngoan ngoãn nghe lời chúng ta như vậy không? Dừng dù chờ lại đi. Chờ chuyện phạm gian cho Phùng Bảo. Xử lý xong rồi tính. Cậu canh nó thật kỹ cho tôi. Dân đề ca, đừng có gây họa nữa. Chú hai, tôi chỉ có đứa em trai ruột là cậu. Nghe rõ chưa?
hai người về Trần Nhị Dĩ không chỉ là tranh chấp hợp đồng, đúng không? Đội trưởng Dương, sự thật là tranh chấp hợp đồng. Anh sợ Trần Nhị Dĩ thật đó nhỉ? Cô nói kìa, chúng tôi làm ăn thì phải coi trọng hòa khí sinh tại chứ. Người không còn thì tiền tài có ích gì? Giờ không chỉ có mỗi người chúng ta tìm Phùng Bảo cung cấp manh mối cho chúng tôi là đang cứu cậu ta. Tôi nhắc nhở hai người một câu, giờ Phùng Bảo đang rất nguy hiểm, tuyệt đối đừng lỡ mất cơ hội cứu cậu ta. Nói đi. Sau khi Phùng Bảo lấy tiền thì đi mua một túi đồ ăn và một cây búa. Hình ảnh cuối cùng ghi lại được là nút giao ở đường Phú Xuân và đường Bạch Phòng. Sau khi Phạm Giang gặp chuyện, Phùng Bảo biến mất, Trần Nhị Dĩ cũng mất tâm, điện thoại không định gì được. Chắc chắn ba người đó có liên quan đến nhau. Tình hình bên Trần Đại Kinh, bên Trần Đại Kinh hiện chưa có gì khác lạ. Đến lúc gặp anh ta rồi. Anh em đôi ca thôi, vất vả rồi anh Mã. Đi đường cẩn thận nha. Được. Mời anh, đội trưởng Dương. Anh bận thế, sao lại có thời gian tới chỗ tôi? Ông chủ Trịnh, mấy năm qua anh kiếm được không ít tiền đấy. Lời anh nói có ẩn ý nha. Hồi trước tôi mở xưởng lọc dầu thì anh nghi tôi trộm dầu. Giờ tôi mở công ty cây xanh, không lẽ anh nghi tôi lại trồng cây đó chứ? Không tìm thấy Trịnh Nhị Dĩ nên tìm anh tìm hiểu tình hình. Chuyện của em trai tôi thật sự không biết rõ. Anh biết Phùng Bảo chứ? Mấy ngày trước có xung đột với em trai anh, hiện giờ không rõ tung tích. Mấy năm trước có gặp mặt, nhưng mà tôi không phải là người chung đường. Xin lỗi đội trưởng Dương, chiều nay tôi phải đi gặp cục trưởng Phùng. Nếu tôi gặp được em trai, chắc chắn sẽ bảo nó chủ động liên lạc với anh, được chứ? Được. Mấy ngày nữa tôi lại tới. Ê, đội trưởng Dương, chờ đã. Tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm, tôi chuẩn bị cho anh một chút đồ bổ. Ông chủ Trịnh, ý là sao đây? Tôi có gì được chứ? Cảnh sát các anh kiếm tiền quá là vất vả. Ngoài ra tôi có một câu, luôn luôn nói với anh. Đội trưởng Dương, có những chuyện đừng quá cố chấp. Ông chủ Trịnh nhọc lòng rồi, bao tử tôi không được tốt, thứ này tôi không ăn được. Dạo này canh chừng công ty sát sao vào, có gương mặt lại vào thì bảo tôi ngay. Tôi tan làm rồi, sao xe tưới nước vẫn ra ra vào vào. Anh nói coi, chúng ta ở đây canh tên Hồ Trịnh thì có liên quan gì đến tiệm Phùng Bảo? Vậy là cô không biết rồi, anh Mã. Vậy anh kể tôi nghe đi. Hỏi sư phụ ấy. Sí. Anh Long đến rồi. Xuất hàng. Được. Anh hai. Không có chuyện gì chứ?
Không, cậu canh ở đây, tranh thủ xuất hàng. Dạ. Đại Mạc Cáp, có chiếc BMW đi vào. Chị Hai ơi, tôi đâu có mù. Phường A62, C53. Anh bận sao? Lúc mốt chốt thế này, cậu chạy tới chỗ tôi làm gì? Xử lý sạch sẽ rồi sao? Sạch rồi. Anh. Cảm ơn anh. Chú Hai, hả? Sau này đừng có chạy tới chỗ tôi nữa. Giờ bên ngoài tình hình đã thế nào rồi, hả? Cậu còn dám ló mặt ra ngoài. Chờ qua cơn sóng gió, tôi sẽ sắp xếp cậu cho ra nước ngoài. Anh yên tâm. Đi nha. Sư phụ, hình như Trình Nhi dĩ ra rồi. Đi theo, giữ liên lạc mỗi lúc. Hiểu rồi. Đi. Thế này, cô liên lạc sư phụ ngay. Tôi xuống xem thử. Được, cẩn thận nha. Đứng lại. Mày nhận nhầm người rồi. Mày là ai? Trình Nhĩ Dĩ, tao giết mày. Phùng Bảo. Dừng tay. Đứng im, cảnh sát đây. Đứng im. Giơ hai tay lên đầu. Sư phụ, Trình Nhị Dĩ đâu? Chạy rồi. Phùng Bảo, cậu vừa mới được tự do. Chị cậu lo lắng cho cậu rất nhiều. Cậu nghĩ kỹ về nửa đời sau của mình đi. Là Đàm Trình Nhi Dĩ giết Phạm Giang, giờ họ lại muốn giết tôi. Tôi sẽ không tha cho họ đâu. Nói đi.
Mày tự tìm đường chết đấy à? Coi hôm nay tao giết mày không, đánh nữa nó chết thật đấy. Anh hai, Phạm Giang, cậu đừng cản tôi, đừng chạy. Phạm Giang, đứng lại. Dù giấy nợ là sao? Anh hai, họ đổ tội cho tôi. Tại sao trên như vậy muốn giết hai người? Vì tôi phát hiện họ dùng xe chở rau củ trộm dầu. Nhanh, lẹ lên. Được, nhẹ thôi. Biết rồi. Mau, mau, mau. Họ hàng thùng dầu vào xe, chở rau củ chỉ là để che đậy. Tại sao lại không báo cảnh sát? Ai sẽ tin tôi? Tranh chấp hợp đồng với Trình Nhị Dĩ và chị của cậu là như thế nào? Họ luôn ép bức muốn mua dây chuyền vận chuyển rau củ của chị tôi. Cho cậu ta xem hình đi. Tên khốn này, là anh lái xe, là hắn. Vũ, mau mau. Vũ, mau mau. Anh hai, có cần bàn với đại ca không? Đi tìm Vũ mau mau trước. Cần thiết thì thủ tiêu. Được. Đội trưởng Dương, sao anh biết Phùng Bảo sẽ xuất hiện? Phùng Bảo biến mất ở nút giao ở đường Phú Xuân và đường Vạch Phòng. Công ty AI tọa lạc ở đó. Trình Đại Kinh, công ty Mãng Xanh. Ôi sư phụ, anh đúng là gian thật. Đà mưu túc trí. Này gọi là một mũi tên trúng hai đích. Đại mà cáp không hỏi giàu. Dân, biết rồi. Thì ra là họ có mua dây chuyền vận chuyển rau củ là để che đậy tai mắt. Bí mật chở dầu, chúng ta tìm ra Vũ mau mau là sẽ bàn giao nhiệm vụ được đúng hạn. Con bạc không thể xa xuất sắc. Yêu kê nhị binh ế ăn hay nhị bính tứ điều bát dạng. Ừ, đưa tiền. Chờ tí tôi đi vệ sinh. Con ca, hai. Nói đi. Đi, đi, đi. Chà, anh Long đến rồi. Cái tên Vũ mau đâu? Ở trong. Vũ mau mau. Vũ mau mau. Theo những manh mối đáng tin cậy là anh ta đang ở đây. Hai người đi từ cửa trước, tôi chặn cửa sau. Rõ, dừng. Vũ mau mau, anh đừng có chạy. Đứng yên, đứng lại. Đứng yên ngồi xuống, cảnh sát đi.
Vũ mau mau, đứng lại, sư phụ, người chạy mất rồi. Cô Canh ở đây, không được chạy. Tống đội, tôi ở số 33, đường An Khánh, mau tới chi viện. Đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Dừng xe mau. Dừng xe mau. Dừng xe. Dừng xe. Dừng xe mau. Dừng xe. Dừng xe mau. Dừng xe. Dừng xe mau. Mau dừng xe. Dừng xe. Cẩn thận. Đừng gõ nữa. Dừng xe. Cẩn thận. Tống đội, liên hệ bệnh viện ngay. Mã Hàng bị thương rồi. Mã Hàng gắng lên. Sư phụ, tôi không làm mất mặt anh chứ. Tôi ngủ lát nha. Mã Hàng, mở mắt ra cho tôi. Cho qua, cho qua. Cẩn thận, mau. Cho qua, nhường đường. Cho qua, Mã Hàng, Mã Hàng. Mã Hàng cố gắng lên. Cố gắng lên, cho qua. Mau, mau, cho qua, từ từ thôi. Mau, mau, anh đừng vào. Xử lý vết thương đã. Đó là anh em của tôi, nhờ kể cho bác sĩ, yên tâm, được rồi, đi theo tôi. Xử lý vết thương trước đã. Anh em tôi thế nào rồi? Không có gì đáng ngại. Đội trưởng Dương, anh sao rồi? Vũ mau mau sao rồi? Tỉnh rồi. Qua tạm dừng ngay. Anh chưa khâu xong mà. Anh đừng nóng vội.
giết người, tấn công cảnh sát, bỏ trốn. Tại sao cô lại đâm chết Phạm Giang? Cứng đầu thật. Kẻ bắn cậu là ai? Đầu bị đụng hư rồi, không nhớ nữa. Xem đi, là cậu lái đúng không? Thuộc hạ của Trình Nhị Dĩ chơi gian khiến anh thu tiền. Kẻ đòi nợ đánh bố anh cũng là anh dàn xếp. Đây là bảy họ Dân. Cậu xem kỹ đi, đó là tay Trình Nhị Dĩ đúng không? Cậu chỉ là kẻ thế tội, bọn họ muốn lấy mạng của cậu, cậu hiểu không? Nước. Bao lâu cậu chưa về nhà rồi? Được rồi, cậu ta không sao nữa, yên tâm đi. Đã mấy ngày anh ấy chưa về nhà, sao hai người lại tới đây? Bọn em tới xem thử anh còn sống hay đã chết rồi. Yên tâm đi, anh mạng lớn lắm. Bố, bố nhớ uống thuốc nha, ngoan. Anh biết em xoay người lại khóc là để anh yên tâm làm việc, bảo vệ một phương bình an. Em không thể để anh thấy em khóc, chứ gì mong anh đừng bận tâm gia đình, luôn bình an vô sự. Nghĩ kỹ chưa? Thật ra tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Tôi sợ. Yên tâm, người nhà cậu chúng tôi đã cho người bảo vệ rồi. Nói đi. Hôm đó Trình Như Dĩ bảo tôi về giết Phùng Bảo. Kim Ken, mọi người đã bị thương, cam kết có thể tạm quản vài ngày. Không cần, kéo đến lúc đó anh lại trở mặt. Dù việc này tinh tiết nghiêm trọng, phần tử phạm tội cực kỳ quanh quan, gây ảnh hưởng cực kỳ xấu cho xã hội. Lãnh đạo cấp trên đã cho ra một chỉ thị quan trọng, phải nghiêm trị theo pháp luật, diệt trừ cái ác, đào sâu đến cùng. Mong mọi người quán hết gánh nặng, tôi sẽ giúp hết sức, hỗ trợ công việc của mọi người. Cục trưởng yên tâm. Khoan đã, lái xe của tôi đi. Xe cậu để sao tôi nhờ người sửa cho cậu? Chờ bắt hết bọn họ rồi sửa sao? Tôi không thể mất mặt như vậy. Alo anh,
À, gì nhỉ? Vũ Mau Mau bị bắt rồi. Các cậu đi đi. Đi ngay, lập tức rời khỏi Lương Phường. Tôi sẽ nghĩ cách gửi tiền cho các cậu. Được. Dừng xuống, dừng, dừng. Xuống đi, làm gì vậy? Sao các người bắt người? Biết điều đi, xoay qua. Đi, làm gì vậy? Qua đây. Giải lên xe. Dừng. Vào đi. Đội trưởng Dương, găng tay, đúng vậy. Theo Vũ Mau Mau khai, nguồn thu của họ đều do Trình Đại Kinh nắm giữ. Tịch thu xe, chúng ta chặn đường lui của Trình Di Dị đã. Dừng. Ông chủ Trịnh, theo tôi một chuyến đi. Đội trưởng Dương, ý gì đây? Dự báo thời tiết, hôm nay cảnh báo đỏ, mưa bão sắp đến. Không có anh, Trình Như Dĩ còn trụ được bao lâu? Mưa bão sắp đến. Mấy chục anh em của anh chờ anh đem dù cho đấy. Sao? Tôi trả lời hộ anh nha. Ừ, tôi biết rồi. Mã Tam nói sao? Mã Tam nói anh tôi chưa kịp thu xếp đưa tiền đã bị bắt rồi. Các anh em khác giờ cũng bị bắt hết rồi. Chúng ta làm sao đây? Làm sao? Làm sao? Lợi dụng chợ vào công ty Mãng Xanh làm lá chắn, cải tạo xe rau củ và xe tưới nước để trộm dầu. Anh lắm chiêu trò thật đấy. Đội trưởng Dương, tôi nghe không hiểu anh nói gì. Bàn tay cầm súng anh nhận ra chứ?
Không. Trên đây kinh, tôi nhắc anh, Vũ Mau Mau đã khai rồi. Gần đây thành phố ta phá được vụ án xem ngụy trang để trộm dầu. Qua điều tra của cảnh sát, anh em họ Trịnh là nghi phạm quan trọng vụ án trộm dầu thô của quốc gia, cũng là kẻ đứng sau ngành công nghiệp dầu lậu của thành phố ta. Anh hai, đây là nơi ẩn náu cuối cùng của chúng ta rồi. Cảnh sát sẽ tìm tới đây, nhanh thôi. Họ đã theo dõi chúng ta từ lâu rồi. Giờ chúng ta nên làm sao đây? Làm sao là làm sao? Chẳng phải anh cả luôn nói chúng ta phải động não sao? Hả? Sư phụ, thế nào rồi? Ra viện rồi. Không nói gì phải không? Khẩu cung trắng. Alo, anh Lý. Ai đó? Tôi Nhị Vĩ đây. Nghe không ra à? À, gì nhỉ? Chỗ tôi có lô hàng cần xuất, anh giúp tôi với. Giờ công an kiểm tra hàng nghiêm ngặt vậy, ai còn dám xuất hàng? Chúng ta thân thế cơ mà. Anh giúp tôi một tay đi. Vậy giá cả, giá dễ bàn, giá dễ bàn nha. À thì chúng ta vẫn gặp chỗ cũ nha. Sư phụ, số hóa đơn này được xuất từ đây. Nếu phương hướng không sai thì cây xăng này chính là hang ổ buôn bán dầu lậu. Sư phụ, lần này anh có thể xin công lao hàng hai cho tôi không? Tôi canh lâu quá, nhức hết cả đầu. Anh ở bệnh viện riết cờ luôn phải không? Nên bồi bổ lại não đi. Tế bào não của tôi có chết một nửa thì cũng vẫn thông minh hơn cô. Anh chết một nửa tế bào não mà bớt sốc nổi lại thì cũng được. Má Hàng, mau tìm người yêu đi, vỗ lại cái nách của cậu. Tôi đang chờ. Tôi điềm đi. Anh đi phẫu thuật lại cái mặt của anh đi đã. Cô còn kén tôi sao? Đi, đừng nói chuyện. Có biến. Sư phụ, chúng ta hành động đi. Cất súng đi, ở đây quá nguy hiểm, chờ họ ra hãy tính. Tôi bảo mà, nên bổ não rồi đó. Tôi đi, cô ở lại gọi chỉ gì, không chỉ cây xăng, rõ. Sư phụ, xe ra rồi. Anh hai, có đuôi, làm sao đây? Cắt đi, được. Thank you.
là để họ chạy thoát. Đường tỉnh 331 hướng nam về bắc, một chiếc xe chở rau in chữ đường xanh. Tôi chứ không chế dọc đường, chặn lại cho tôi. Sao rồi? Bỏ xe dưới mạng rồi. Tôi điểm gửi tin nhắn. Ông chủ cây xăng thừa nhận trộm dầu, tiền còn chưa gửi đi, đã bị chúng ta chặn mất. Đây là nơi Phạm Giang chết. Đây là nơi Phạm Giang trộm dầu. Đây là nơi cây xăng dầu ăn trộm. Đây là chỗ giao Ba Quyền, Lạc Thủy, Quyền Nghiêu và Bố Dương. Đây là ống dẫn dầu then chốt của quốc gia. Hàng ổ của bọn họ chắc chắn là gần tuyến đường này. Bảo anh em truy tìm theo kiểu trải thảm. Lần này để coi hắn còn chiêu gì. Lão Tần, tôi về sớm nha. Em về trước đi. Được, em đi cẩn thận nha. Ừ, anh cũng vậy. Alo, tên họ Tần. Nhìn thấy rồi chứ? Chuẩn bị 1 triệu tiền mặt chuột người. Anh là ai? Tốt nhất đừng hỏi. Hôm nay vợ mày vẫn là của mày. Ngày mai thì không biết đâu. Mày dám báo cảnh sát thì chợ gom xác đi. Ờ không, giờ tôi không có nhiều vậy. Cần phải có 1 ngày. 1 ngày nữa thì tới gom xác đi. Alo, alo. Alo, không báo cảnh sát chứ? Tôi nào dám. Trước quán trường âm nhạc có cái điểm đổ rác, nửa tiếng sau sẽ có xe rác đi ngang đó, ném tiền vào đó. Mày có 20 phút. Đợi đã, giờ tôi thế nào rồi? Alo, alo. Toàn thể hành động, chú ý ẩn nấp. Các người phải đảm bảo an toàn cho vợ tôi đó. Chúng tôi mà không giám sát điện thoại của anh thì đừng nói là vợ anh. E là anh cũng mất mạng rồi. Tin vào cảnh sát chúng tôi. Mua rượu cũ giá cao. Mua lại rượu cũ giá cao. Mua lại rượu cũ giá cao. Đã nửa tiếng rồi. Chuyện gì thế? Bình tĩnh. Mọi người đừng vội.
mua lại rượu cũ đây. Anh hai, không có đuôi, chắc là không có báo cảnh sát. Tới điểm tiếp theo. Dạ. Alo, 6 giờ tới cầu vượt Hoài Hải. Tôi muốn nghe giọng của vợ tôi. Lão Tần, cứu em với. Cứu em với lão Tần. Bà xã, đừng sợ. Đừng cứu, anh đang cứu. Có anh đây. Không được nhận tiền thì mày gom xác. Alo. Tôi Điềm, giờ có thể truy vết ra định vị điện thoại không? Đợi Trưởng Dương, thời gian ngắn quá, mỗi lần cũng gọi số khác nhau. Kịp càng, để ý an toàn của người dân. Nhắm đúng thời cơ, lập tức bắt giữ. Rõ. Alo, cầu lớn đường Hoài Hải, đi sát lề phải. Được. Tới giữa cầu thì xuống xe ngay. Ném tiền xuống cầu. Biết rồi. Má Hàng, canh kỹ cho tôi. Rõ. Anh hai, lấy được tiền rồi, mau về đây. Dạ. Đi. Dọn đồ. 8 giờ sáng mà Đại Long chưa về thì rút hết. Này, chờ tôi miếng. Chỉ còn miếng cuối thôi. Anh đưa làm gì? Đưa tôi. Uống ngụm rượu đi. Ăn lắm thế, cho tôi miếng với. Đủ rồi, còn một miếng thôi. Tranh cái gì hả? Coi mình là chuột thật sao? Hả? Cút hết mẹ đi. Anh hai, vẫn chưa có động tĩnh gì. Không chờ nữa, giết con tin. Đại Long về rồi,
Đi. Anh Long về rồi. Đóng cửa, đóng cửa. Nhiều tiền vậy? Lần này không uổng công. Không phải ăn màn thầu mì gói nữa. Tôi ăn mì gói muốn ói luôn rồi. Cục trưởng Chu, khung cảnh cho thấy con tin tạm an toàn. Anh em tốt. Tôi biết ngay, cậu đáng tin nhất. Đại Long, cởi nón ra đi. Trông kỳ lắm. Hành động. Đứng yên, đứng yên. Đứng yên, cảnh sát đây. Đứng lại, biết điều vào. Chạy đi. Cục trưởng Dương, cục trưởng, cục trưởng Chu. Giờ là thế này, nơi này chỉ có một con đường, Trình Nhị Dĩ ở trong đó. Theo như Đại Long khai, cộng thêm Trình Nhị Dĩ thì tổng cộng 4 người một súng. Nếu mà liều lĩnh xông vào, tôi lo con Thanh sẽ gặp nguy hiểm. Cục trưởng Chu, cục trưởng Chu, cục trưởng Chu, xin anh hãy cứu vợ tôi. Yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn cục trưởng, cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả. Cục trưởng Chu, Trình Nhi Dĩ rất gian xảo. Tính theo thời gian, Đại Long lấy được tiền rồi quay về, nhiều nhất là 2 tiếng. Nếu mà lâu quá, Hàng chắc chắn sẽ nghi ngờ chó cùng giết chậu. Vậy thì tôi lo sợ an toàn của con tin sẽ bị đe dọa. Thời gian cấp bách, tôi có một suy nghĩ táo bạo. Đứng yên, cảnh sát đây. Tất cả chú ý, hành động. Đứng yên. Mau. Đứng yên. Biết điều đi. Đứng yên. Đừng sợ, chị đã an toàn. Má hẹn. Đi.
tất cả những người liên can trong này. Cậu phải điều tra kỹ. Đội trưởng Dương, ở đây có gì đó? Giờ thùng ra. Xem ra đây chính là hang chuột Kim Cang. Đây là sổ sách của anh em họ Trịnh và cách liên lạc để mua bán dầu. Tôi đã hoàn thành cam kết đúng hạn. Mọi người vất vả rồi. Tôi sửa xe cho cậu rồi. Cậu lấy xe tôi tạm đi. Tôi thấy không nỡ sửa. Mã Hạng, Mã Hạng, anh nói từ từ thôi. Tôi điềm. Làm cộng sự với cô rất vui. Anh đừng nói mấy chuyện không đâu nữa. Xe cấp cứu tới chưa? Tô Điềm, đưa tay cho tôi. Đưa tay đây. Tô Điềm, thật ra đôi lúc cô rất đáng yêu. Anh đừng nói những chuyện này. Nè, mau cởi nộp lại áo chống đạn đi. Sư phụ, anh có thể làm gì khác không? Tô Điềm, chúng ta làm tiếp. Mã Hạng, anh bị khùng hả? Đừng có giận, nghe tôi giải thích. Tôi, hồi nãy tôi tưởng mình sắp chết. Bị thương ở đâu rồi? Cô xem. Nhẹ thôi. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Đau à? Yên nào. Diễn giỏi ghê. Khi nãy cô lo lắng thật à? Đồ thần kinh. Này Tô Điềm, vậy cái này là tính vật định tình của hai chúng ta. Quyết định gì nha? Đi đâu vậy? Đi đổ dầu. Dầu sạch. Tiết kiệm vậy sao? Cay rồi.